Sông An Lạc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nếu bây giờ được lựa chọn ra một cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể, quý vị sẽ nghĩ đến bộ phận nào đầu tiên? Tim, gan, phổi hay não bộ? Thực tế thì mỗi bộ phận trong cơ thể chúng ta đều đóng một vai trò quyết định đến sự sống. Song có một điều mà có thể quý vị chưa biết, rằng mạch máu chính là điều kiện cơ bản nhất để đảm bảo sự sống cho con người. Thú vị hơn là nếu nối mạch máu thành một sợi dây dài thì nó có thể quấn quanh trái đất của chúng ta tới 2,5 vòng. Từ đó có thể thấy rằng mạch máu chiếm diện tích rất lớn trong cơ thể và nó chính là yếu tố quyết định đến sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Vậy với vai trò quan trọng như thế, hàng ngày chúng ta cần chăm sóc mạch máu như thế nào? Theo quan niệm của Đông y, bổ sung những loại thực phẩm tốt cho mạch máu chính là cách bảo vệ hiệu quả nhất cho bộ phận này. Và ngay sau đây, Sở Lạc sẽ tiết lộ cho quý vị những loại thực phẩm quen thuộc giúp làm sạch mạch máu đáng kinh ngạc để giúp chúng ta có thể sống thọ đến 100 tuổi. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, các chuyên gia cho rằng mạch máu lão hóa thì con người chúng ta cũng già cỗi, bởi cơ thể con người giống như một cái cây lớn và mạch máu giống như rễ cây. Nếu chúng được chăm sóc phát triển khỏe mạnh thì cái cây đó có thể xanh tươi và sống mãi. Cơ thể con người cũng như vậy, vậy làm sao để có thể khiến mạch máu không bị già đi? Sau đây là những giải pháp bạn nên tham khảo, lựa chọn thứ phù hợp để áp dụng cho chính mình. Cách làm trẻ hóa mạch máu đơn giản. Chanh và tỏi là hai gia vị rất đỗi quen thuộc với căn bếp của hầu hết các gia đình. Hai gia vị này được biết đến với rất nhiều công dụng có lợi cho sức khỏe như giảm béo, trị cảm, đặc biệt là làm sạch thành mạch và giảm mỡ máu rất hiệu quả. Đây là phương pháp chữa bệnh dân gian của nước Nga và đã được nhiều người sử dụng và thành công ngoài sức mong đợi. Nguyên liệu gồm có 4 củ tỏi, 4 quả chanh, 3 lít nước sôi để nguội. Cách làm: tỏi bóc sạch vỏ, chanh tiệt trùng bằng nước sôi cho sạch vi khuẩn, sau đó vớt ra cắt thành miếng nhỏ. Cho hai nguyên liệu trên với 3 lít nước sôi để nguội vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Sau đó cho hỗn hợp vào một chiếc lọ thủy tinh, đậy nắp kín, sau đó cho vào tủ lạnh để trong 3 ngày là bạn có thể mang ra sử dụng. Cách sử dụng: mỗi ngày dùng tối đa 50ml chia làm 3 lần, uống trước bữa ăn. Để phát huy công dụng của hỗn hợp này, bạn nên duy trì một liệu trình trong 40 ngày. Mỗi năm chỉ làm một liệu trình. Chú ý, bài thuốc trên cũng có thể sử dụng để làm sạch các mạch máu, nhưng phải sử dụng với liều lượng thấp hơn, khoảng 1-2 muỗng canh một lần. Bên cạnh công thức này, chúng ta cũng có thể góp phần làm sạch mạch máu thông qua một loại thực phẩm đơn giản để làm sạch mạch máu, giúp hạ huyết áp, bảo vệ tim, phòng ngừa đột quỵ. Thực phẩm đầu tiên, ngô. Rất nhiều người thích ăn ngô. Các cách chế biến như là ngô luộc, ngô nướng hay nấu cháo ngô cũng đều rất ngon. Ngô có giá trị dinh dưỡng cao, các chất trong ngô giúp chuyển hóa chất béo và cholesterol trong cơ thể. Tiếp đó làm giảm lắng đọng cholesterol xấu trong mạch máu, có tác dụng làm mềm mạch máu, giảm huyết áp và giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Đặc biệt, ngô ngọt giàu vitamin C cùng những chất có màu vàng, cam và hơi pha đỏ có nhiều trong thực vật và chất có trong vỏ của các loại trái cây họ cam quýt xanh, giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh bằng cách kiểm soát mức cholesterol và tăng lưu lượng máu. Thực phẩm tiếp theo, tỏi. Củ tỏi là vị cứu tinh của mạch máu. Ăn nhiều tỏi và sử dụng các chế phẩm từ tỏi là một trong những tuyệt chiêu của người Nhật giúp rửa sạch mạch máu, loại bỏ các cục máu đông nguy hiểm trong mạch máu. Sở dĩ tỏi có công dụng thần kỳ như vậy vì trong tỏi có chứa chất allicin, có thể làm suy yếu hoạt động của enzyme tổng hợp cholesterol trong gan, từ đó làm giảm cholesterol trong cơ thể. Thực phẩm thứ ba, bắp cải. Rau bắp cải được người Nhật coi là một loại thực phẩm quý. Bắp cải được trồng nhiều và có sẵn. Loại rau giá rất rẻ nên bạn có thể sử dụng hàng ngày. Rau bắp cải được biết đến với khả năng tăng tính đàn hồi cho da, đàn hồi thành mạch. Bắp cải còn là thực phẩm rất giàu vitamin C, kali, canxi, chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, bắp cải có một hoạt tính chống oxy hóa mạnh và vitamin U hiếm, có tác dụng tốt trong công tác bảo vệ các niêm mạc mạch máu, thúc đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu, làm cho mạch máu khỏe mạnh hơn. Thực phẩm thứ tư, cà tím. Đây là loại thực phẩm có tác dụng bảo vệ tim mạch, hạ huyết áp. Ngoài ra, cà tím chứa nhiều vitamin P, hợp chất flavonoid, có khả năng làm mềm và làm sạch mạch máu, tăng cường sự đàn hồi của mạch máu, ngăn ngừa vỡ mao mạch và chảy máu. Cách sử dụng tốt nhất cho cơ thể chính là uống nước cà tím đều đặn mỗi tuần 3 lần. Thực phẩm thứ 5, cà chua. Là loại quả chứa hàm lượng vitamin cao gấp từ 2-4 lần so với táo, lê. Không chỉ vậy, trong cà chua còn chứa rutin. Đây là loại vitamin giúp nâng cao khả năng oxy hóa, loại bỏ chất thải và các gốc tự do trong cơ thể.
Chất này cũng giúp bảo vệ sự đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa sự tụ huyết hiệu quả đấy các bạn ạ. Quý vị thân mến, vậy là chỉ với một vài loại thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của chúng ta, cùng những thao tác chế biến đơn giản là chúng ta có thể yên tâm giữ cho mạch máu của mình được khỏe mạnh trong suốt cả năm rồi phải không nào? Hãy áp dụng ngay và cảm nhận hiệu quả chỉ sau một vài ngày quý vị nhé! Quý vị thân mến, trong vài năm trở lại đây, số lượng người bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ xuất phát từ nguyên nhân mạch máu bị tắc ngày càng gia tăng, gây ra những biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tình trạng này hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu bạn sớm có cho mình một lối sống lành mạnh. Và sau đây là bí quyết chăm sóc mạch máu 3 cao 4 thấp nổi tiếng của Đông y mà bạn nên tham khảo và áp dụng sớm. Công thức 3 cao. Thứ nhất, bổ sung vitamin chất lượng cao. Để ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn mạch máu sớm, mỗi ngày bạn phải bổ sung thêm vitamin, đặc biệt là vitamin C, bởi đây là chất có thể chống oxy hóa rất tốt. Các quá trình oxy hóa diễn ra trong cơ thể chính là một yếu tố quan trọng dẫn đến làm hỏng các mạch máu. Các gốc tự do được tạo ra trong quá trình oxy hóa các chất hữu cơ trong cơ thể có nguy cơ phá hủy mạnh đối với các mạch máu. Chính vì vậy, bổ sung các chất dinh dưỡng có tác dụng chống oxy hóa là việc bạn phải nhớ làm hàng ngày. Chất chống oxy hóa, nói một cách dễ hiểu, chính là những chất có thể giúp ức chế quá trình oxy hóa trong cơ thể. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa trong bữa ăn hàng ngày chính là các loại hạt như là hạt dưa, bí đỏ, đậu phộng, quả óc chó, hạnh nhân, rau lá xanh, cà chua, trái cây có múi, v.v. Thứ hai, bổ sung thực phẩm có độ ẩm, lượng nước cao. Uống nhiều nước giúp làm loãng máu, giảm sự tích tụ chất thải trong các mạch máu và giúp ngăn ngừa sự hình thành huyết khối hay còn gọi là cục máu đông. Thường thì bạn phải chú ý đến việc bổ sung nước bằng cách uống trong ngày khoảng 1.500ml trở lên. Đồng thời nên từ chối đồ uống có ga, đồ uống có cồn, bởi vì những thứ đồ uống thiếu lành mạnh này sẽ làm tăng thiệt hại của nội mạc mạch máu, gây viêm dẫn đến tắc nghẽn mạch máu. Thứ ba, duy trì giấc ngủ chất lượng cao. Chúng ta đang sống trong thời hiện đại nên lối sống gấp sống vội đang ngày càng phổ biến. Những sở thích và thói quen của người hiện đại không chỉ thức khuya để chơi đêm, xem bóng đá, xem phim, chơi game hoặc các trò giải trí khác, mà nhiều người còn thường xuyên làm việc cả ngày lẫn đêm. Đây là một kiểu đánh đổi sức khỏe để hoàn thành những mục tiêu. Nhiều người vì duy trì những thói quen xấu kéo dài đã gây tổn thương lớn cho cơ thể của chính họ, từ đó có thể dẫn đến việc mắc bệnh sớm, thậm chí gặp tử vong bất ngờ. Thường xuyên thức khuya sẽ thúc đẩy cơ thể tiết ra các hormone gây căng thẳng, chẳng hạn như adrenaline, từ đó làm tăng huyết áp, tăng hoặc rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp. Do đó, để đảm bảo sức khỏe của mạch máu hoạt động ổn định và hiệu quả, mỗi người cần phải tăng cường chú ý đến giấc ngủ, phải duy trì thời gian ngủ của bạn đủ 7 tiếng mỗi đêm. Công thức 4 thấp. Đầu tiên, chế độ ăn thấp chất béo, ít dầu mỡ. Trong cuộc sống hiện đại, thực phẩm chiên rán và những món ăn sẵn chứa nhiều dầu mỡ rất phổ biến, hấp dẫn sở thích của số đông và nhiều khi bạn không thể tránh ăn nhiều những món ăn này. Nhưng những món ăn nhanh hay những món ăn đường phố hấp dẫn thường lại thiếu lành mạnh. Do đó bạn phải cố gắng ăn ít hơn, nếu không sẽ dẫn đến việc hấp thụ quá nhiều chất béo cholesterol, từ đó có thể làm tắc nghẽn mạch máu. Ngoài ra, thực phẩm chiên rán có xu hướng sản xuất ra axit béo trans gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của mạch máu. Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ mạch máu là hạn chế ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ. Tiếp theo, chế độ ăn có lượng muối thấp. Một trong những yếu tố nguy cơ cao của bệnh tim mạch được đề cập bằng các chứng cứ cụ thể trong báo cáo Bệnh tim mạch Trung Quốc 2018, thì thông tin quan trọng cần cảnh báo tới mọi người chính là người dân hiện nay đang ăn quá mặn, các bữa ăn có lượng muối quá mức. Nếu cơ thể bạn phải chịu đựng xử lý khi bạn ăn quá nhiều muối, nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng giãn nở của mạch máu. Một lượng lớn muối bổ sung trong các bữa ăn hàng ngày của bạn có thể ảnh hưởng đến áp suất thẩm thấu trong mạch máu, tăng tính thấm của thành mạch máu và từ đó làm cho nhiều chất độc hại dễ xâm nhập vào mạch máu. Không chỉ có thể phá hủy hệ tuần hoàn của hệ thống mạch máu mà còn gây ra bệnh mạch máu não. Thứ ba, duy trì cuộc sống có áp lực thấp, loại bỏ bớt căng thẳng. Theo nghiên cứu, 36% người bị căng thẳng trong một thời gian dài sẽ mắc các bệnh liên quan đến mạch máu như xơ cứng động mạch và các bệnh khác. Nếu bạn bị căng thẳng trong một thời gian dài, vô tình sẽ làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể và nồng độ tiểu cầu trong máu. Khi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này, nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên. Do đó, để duy trì sức khỏe mạch máu, chúng ta cũng phải làm giảm sự căng thẳng của chính mình. Có nhiều cách để bạn có thể tự giải tỏa áp lực trong cuộc sống, đừng để stress kéo dài quá lâu. Thứ tư, duy trì mức trọng lượng cơ thể thấp, tránh thừa cân béo phì.
Trong xã hội hiện đại, thói quen ăn nhiều, di chuyển và vận động ít chính là nguyên nhân dễ dàng và nhanh chóng nhất để gây ra béo phì tăng cân. Đây là yếu tố nền tảng làm tăng nguy cơ tổn thương nội mô mạch máu, xơ vữa động mạch, huyết khối. Do đó, để ngăn ngừa các bệnh phát sinh liên quan đến mạch máu, mỗi người cần nên tập thể dục nhiều hơn và kiểm soát cân nặng trong phạm vi phù hợp. Điều này là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe mạch máu. Bạn hãy nhớ rằng, lời khuyên đơn giản nhất của các bác sĩ là hãy giữ một trọng lượng ổn định trong phạm vi an toàn. Tiêu chí để bạn trở nên khỏe mạnh và bình thường cũng chính là yếu tố cho phép các mạch máu hoạt động bình thường. Gợi ý tuyệt vời dành cho bạn là hãy duy trì đi bộ 30 phút mỗi ngày để tăng cường sức bền cơ bắp và độ đàn hồi của mạch máu. Ngoài những nguyên tắc quan trọng vừa rồi, bạn cũng nên tránh những hành vi rút ngắn tuổi thọ của mạch máu nhanh nhất sau đây. Hút thuốc làm tổn thương mạch máu. Ngay cả khi hút thuốc không nhiều, chứng xơ vữa động mạch cũng sẽ xảy ra khoảng 10 năm sau đó. Thậm chí ngay cả sau khi ngừng hút thuốc, cũng phải mất 10 năm cơ thể mới có thể hoàn toàn sửa chữa các tổn thương của nội mô mạch máu do hậu quả của việc hút thuốc gây ra. Không tập thể dục, chất cặn bã tích tụ thành rác trong mạch máu. Nếu thiếu tập thể dục hoặc bạn tập chưa đủ cường độ, chất thải dư thừa trong máu không thể thải ra ngoài được. Những chất dư thừa chủ yếu trong mạch máu như chất béo, cholesterol, đường và các chất khác sẽ tích tụ lại trong máu, khiến cho máu trở nên dày và bẩn. Chúng lưu lại lâu trong các mạch máu, tạo thành mảng xơ vữa động mạch, dần dần biến thành quả bom không hẹn giờ, bất kỳ khi nào cũng có thể phát nổ các bạn nhé. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những bí quyết vừa rồi sẽ giúp quý vị có cho mình cách trẻ hóa mạch máu hiệu quả, từ đó góp phần bảo trì thật tốt cho sức khỏe và tuổi thọ của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Sống Lạc mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.